Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái video để test. Thì test nấu cơm trên cái bộ 8 bình hệ 2024 này ha anh em. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị cái nồi cơm rồi nè. Thì gia đình bây giờ là chuẩn bị nấu cơm. Thì hôm nay sẵn nấu á, thì nấu trên cái bộ này. Chứ thường thường thì tôi nấu ở bên cái bộ 12. Tại vì cái bộ 12 600W pin, rất là nhiều ắc quy. Đó, còn cái bộ này tôi chỉ ban ngày tôi sạc, tôi sử dụng vào ban đêm á. Nhưng mà hôm nay tôi làm video này để test, là test những cái thanh nhôm này nha anh em. Thì cũng có nhiều anh em bảo là tôi phải test tải xem cái những cái thanh nhôm mà vừa rồi là tôi đã chế. Tôi đã làm như thế này nè anh em, để kết nối vừa song song vừa nối tiếp 8 cái bình như thế này. Nhưng anh em có bảo tôi thì làm một cái video để cho anh em xem thử cái thanh nhôm này, tôi lấy từ, tôi cắt từ cái cây hước hồ ra, tôi làm thử cây nó cái truyền điện này nó có tốt hay không. Đó, nó có chịu cái dòng tải lớn hay không. Đó, thì nếu mà nó chịu dòng khi mà mình nấu cái nồi cơm á, cái nồi cơm này thì nó có cái công suất W anh em. Đó, 650W thì tính ra bên hệ 24 thì cái dòng xả ra thì nó tầm khoảng gần 30A ha. Đó, nhưng mà nấu thì cơm thì trời bây giờ nè, cũng có nắng mà có mát, không nắng lắm cũng hay mát mát. Thì đối với cái hệ 24 này thì cái tấm pin 400W kết hợp cái tấm pin 400W và 8 cái pin này để test cái thanh nhôm này nó chịu cái dòng 30A không. Thì trong lúc muốn test cái này thì tôi sẽ cúp cái cầu dao của cái tấm pin đi xuống cái con này, mình chỉ lấy cái lượng điện từ ắc quy đó, lấy lượng điện từ ắc quy 8 cái pin này nó xả lên. Đó, nó xả lên tầm 30A, xem thử cái thanh nhôm này nó chịu nổi hay không ha. Đó, thì khi mình cúp cầu dao xuống tầm 1 phút thôi, rồi phải đóng cầu dao trở lại để cho pin nó hỗ trợ. Tại vì hôm nay bình nó không có được no lắm anh em ạ. Thì mấy ngày nay nè, tôi đưa vào tôi sử dụng cái hệ này thì nói chung là ban đêm có sử dụng, ban ngày thì mấy ngày nay thời tiết nó cũng không nắng tốt lắm. Nên cái hệ bình nó lưng á, cái dạng như là nó nằm khoảng 50% nó chưa được no. Đó, nếu mà mình nấu, nếu mà trường hợp về nấu kết hợp cả hai, vừa 400W pin và vừa cái hệ bình này á thì ngon lành rồi. Nhưng mà mình muốn test xem cái này nó có chịu dòng từ ắc quy nó xả lên với cái công suất nồi cơm điện tầm khoảng 30A của bình xả lên hay không, thì mình phải cúp cầu dao đó xuống để cho pin nó xả lên hết ha. Chứ nếu mình không cúp xuống thì pin nó đi vào đây 400W thì nó xây chịu điện lên ra đầu này luôn. Rồi còn thiếu hụt lại bao nhiêu, chẳng hạn như là 400W pin nó thiếu lại là khoảng 250W, thì nó lấy cái bình lên á, thì có 250W là tính ra nó cũng không có bao nhiêu đâu. Đó, muốn chắc ăn phải cúp cái cầu dao đường pin đi xuống ha, rồi mình mới xem thử. Thì cái này là cái nội dung trong cái video này là nè, nấu cơm điện trên bộ điện độc lập 24V với 8 cái bình xe điện ha, Yamato ha. Rồi còn hôm nào tôi sẽ làm riêng một cái video nấu cái nồi cơm này. Thì nấu cơm gia đình á, thì tôi nấu riêng 8 cái bình này, là tôi khi mà tôi sạc no 8 cái bình này rồi á, thì tôi sẽ nấu 8 bình này, thì tôi sẽ cúp cái đường pin đi xuống hoàn toàn ha. Tôi cúp xuống, tôi không cho pin nó đi vào nó hỗ trợ, là chỉ là nấu lấy 8 cái bình này lên, mình kích lên đó, kích lên mình nấu thẳng trực tiếp từ cái nguồn điện lưu trữ ắc quy này. Thì cái đó là tôi hẹn anh em lại những cái video sau nha. Tại vì cái video này á, thì tôi chỉ là để test tải cái thanh nhôm này nó chịu dòng cây được 30A hay không. Đó, thì nội dung trong video này thì là vậy nha anh em, chủ yếu là test cái này thôi. Còn mà để mà test 8 cái bình này á, để nấu được cái nồi cơm điện á, thì tôi xin hẹn lại cái video khác khi mà cái bình tôi nó sạc no. Đó, còn bây giờ nè anh em thấy nè, cái điện áp của cái bên hệ 24 mà nó chỉ có 25.8 à, ý là pin nó đang đi xuống, nó đang sạc á, mà cái áp này là áp của pin nữa nha, nên vậy bình nó còn rất đói.
đó, nhưng mà chủ yếu là test pin cái đó. Thì chuẩn bị cái test thanh nhôm thì đây nè, tôi có chuẩn bị một cái này là cái đồng hồ. Cái đồng hồ này á, là cái đồng hồ đo nhiệt độ. Đây là cái mà dạng như cảm cảm biến nha anh em. Đây là cái cảm biến nhiệt độ của nó. Đó. Thì tôi sẽ dán cái cảm biến nhiệt độ này vào bên cái thanh nhôm đó ha. Thì trước khi tôi sẽ cho anh em xem cái đồng hồ này nó hoạt động dạng tốt, thì tôi sẽ test cái đồng hồ này trước để cho anh em thấy là cái đồng hồ này nó hoạt động dạng tốt. Thì bây giờ để xem. Đây, bây giờ tôi sẽ đưa vào cái tủ lạnh bên cái rồi, đây là ở ngoài nha, bình thường nhiệt độ 31.9 ha. Bây giờ tôi sẽ đưa nó cái cảm biến này vào trong cái ngăn đá này cho anh em thấy. Rồi, cho anh em thấy cái đồng hồ nó đi xuống ha. Đó, từ từ đi xuống, tại vì tôi đưa vào cái ngăn đá đây nè, cái cọng dây nè, tôi đóng cái cửa tủ lại rồi. Anh em thấy từ từ đó là chứng tỏ là mình trước khi mình test thì mình phải cho anh em xem cái đồng hồ mình nó hoạt động vẫn tốt. Đó, coi như mình phải minh bạch cái chỗ này để nhằm khi anh em nói tôi làm video và nói này nói kia nó không có rõ ràng cụ thể gì cho lắm. Đó, rồi ha anh em, đang đi xuống rồi, như vậy được rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ test tôi đó. Thôi lấy ra được rồi, đó nó xuống đó, cái này thì đó nó xuống tới là rồi, bây giờ nó tăng lên, lấy ra nè anh em, nó tăng ra rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy cái bật lửa tôi đốt vào đây cho nhiệt độ nắm ha, cho nó cảm biến cái nhiệt độ ngay đây là nó sẽ tăng lên cho anh em xem nha. Rồi đây anh em, đây nè, đây là cái cảm biến nhiệt độ phan. Để tôi quay qua đầu cho nó sáng sáng chút, nó tối quá anh em. Đây, ở đây nè. Rồi đó, tôi đang đốt nóng nó lên đó, anh em thấy không, nó tăng lên liền ha, nó cảm biến nhiệt độ là cái ngay chỗ này nè. Đó, rồi ok, vậy là trước khi làm video để test cái thanh kia thì tôi dùng cái đồng hồ nhiệt độ có cái cảm biến nhiệt độ ở đây thì để đo xem cái thanh nó có truyền điện tốt không. Nếu mà nó truyền điện không tốt thì nó nóng lên, bắt là cái này nó cảm biến nhiệt độ thì cái đồng hồ này nó sẽ tăng lên. Thì trước khi làm thì tôi cũng có test cái đồng hồ để cho anh em thấy là cái đồng hồ của tôi nó hoạt động và ổn định dạng tốt, để mình có cái test nó rõ ràng cụ thể hơn. Những cái thiết bị này nó cân đong đo đếm rất là hay nè, tôi làm cái gì thì tôi cũng muốn là nó gì nó cũng phải đâu đó rõ ràng một tí, chứ không thể nào mà nói qua bằng cái miệng. Ví dụ như tôi làm video rồi tôi test thì tôi lấy cái tay tôi sờ vào ấm hay mát, ví dụ như bây giờ cái thanh nhôm đó nó nóng mà tôi nói nó mát cũng được cái gì, nhưng mà mình phải lắp cái đồng hồ này vô nó để cho nó có cái gì nó minh bạch một tí. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy cái cuộn băng keo trắng nè, đó đúng không, đây tôi sẽ làm như thế này đó, tôi sẽ bắt cái này. Rồi tôi sẽ dán nó vào đây nè, dán nó vào cái ngay đây nha anh em. Là tất nhiên là tôi lấy cái miếng băng dính đó anh em, đó tôi băng dính cái cảm biến nhiệt độ xuống cái thanh nhôm này. Hay nếu mà cái thanh nhôm này khi mà nó tải lớn á, nó khi mà cái bình nó xuất ra tầm tầm khoảng 30A, nếu mà cái thanh nhôm này truyền điện không tốt thì nó sẽ nóng lên, nó ấm lên thì cái cảm biến nhiệt độ này nó sẽ báo trên cái đồng hồ. Rồi ok, bây giờ là cái nhiệt độ của cái thanh nhôm này á, chưa có tải, chưa có gì hết, là cái nhiệt độ nó là 32.6, coi như là nó bằng cái nhiệt độ môi trường. Thì thanh nhôm bây giờ nó bình thường, nó không có gì mà lạnh. Rồi tôi sẽ để trên đây. Đó thì anh em nhớ nè, lúc đầu nè, khi mà tôi chưa cắm nồi cơm vào ha, 32.4 gì đó, thì cái này cái không phải nó lên xuống gì thì rồi đó, để như vậy nha anh em. Đó. Rồi ok. Rồi đây anh em, thì tôi sẽ cắm vô cái đồng hồ đo công suất của cái nồi cơm này luôn. Đây nè anh em. Đó anh em thấy nha. Nồi cơm tôi để dưới đất luôn. Rồi, đây. Rồi bây giờ tôi sẽ cắm vào đây luôn ha. Đó. Bây giờ tôi sẽ cắm nó vào đây luôn. Đó.
cái đồng hồ nó đã lên, là tất nhiên là nồi cơm chua bạc, nhưng mà cái này là cái công suất 72W, là cái công suất mà cái dạng như là chế độ hâm của cái nồi cơm đó. Đó đây nè, đó chua bạc nồi cơm lên nha anh em, đó cộng dây lên rồi. Ok, là chưa bật nồi cơm lên ha, mà cái chế độ hâm của nó là 71W, nên anh em á, sẵn qua cái video này á, thì anh em nếu mà anh em có sử dụng điện năng lượng mặt trời này, anh em mà nấu nồi cơm nó chín rồi anh em nên rút ra nha. Nếu mà anh em mà để mà ngâm như vậy á, lúc nào nó cũng tiêu thụ là nó hâm nóng á, nó cũng ăn là 60-70W giờ. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành bật lên nha anh em. Rồi ok, đó bây giờ là bật lên rồi. Cái điện áp của hệ 24 nè, đây điện áp của bình, mỗi cái bình đó đó. Cái nhiệt độ của cái này nha, bây giờ đó nhiệt độ nó là cái cảm biến nhiệt độ tôi dán vào đây rồi nha anh em, 32.3, như nãy giờ cũng 32 mấy ha. Thì nấu đang lúc này là có pin hỗ trợ xuống, nhưng mà pin hỗ trợ ngay lúc này nó không chẳng có bao nhiêu, trời đang mát rưỡi luôn, mát râm luôn. Xem cái bao nhiêu watt pin nó đi vào đây. Có 100, có 200 watt pin nè, đó. Có 200 watt pin nè, còn lại là khoảng 450 watt á, nó lấy từ cái nguồn điện bình ắc quy lên. Đó, bây giờ cái công suất của cái nồi cơm điện đây nè, 624 watt ha. Đó, 624W. Nồi cơm điện đang nấu, cái đèn đỏ đang cháy nè anh em. Rồi bây giờ là cái nhiệt độ của thanh nhôm á, đây nè tôi rờ nó vẫn mát lạnh ha. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành, tôi nhắc cái cầu dao đó xuống, tôi không cho pin nó hỗ trợ luôn. Là tất nhiên tôi sẽ test trong vòng 30 giây hay 1 phút, xem cái lượng điện trong bình ắc quy nó tuôn lên á. Khi mà nó tuôn lên á, qua các thanh nhôm này nè, những cái thanh nhôm này nó chịu nổi cái với cái dòng điện tầm khoảng 30A để xả lên nấu cái nồi cơm điện này không nha anh em. Đó, cái điện áp của bình đây anh em. Rồi bây giờ á, đây nè, cái cầu dao này á, là cái cầu dao của cái đường pin đi xuống qua cái hệ 24 đây nè anh em. Thì đây nè ha, anh em thấy rõ ràng nha, cái đường pin đi vô ha, kết nối vào cái cầu dao này, cái cầu dao đang đóng. Rồi bây giờ tôi sẽ ngắt cái cầu dao xuống, thì để tôi đưa xa ra anh em xem, thuận tiện xem cái áp bình luôn. Đây nè, ngắt xuống đó, cầu dao pin tôi đã ngắt rồi, bây giờ pin nó đã không còn đi vào đây nữa rồi ha. Đó, không có không nè. Đó bây giờ là cái áp này là cái áp của cái bình nè, cái đường pin tôi đã ngắt xuống rồi nha anh em. Đó, để tôi quay xa ra. Rồi để xem cái này nè, để tôi rờ xem nhiệt độ nó không tăng, vẫn mát lạnh nha anh em. Nó vậy là cái này nó vẫn truyền điện tốt. Phan xem ở đây, xem ở đây mấy cái chỗ này tiếp điện đó. Ok anh em, đó thì tôi thấy cái này nó truyền điện vẫn tốt nha anh em. Nếu bây giờ nó đang xả lên với cái công suất trên 600W, là tính ra cái dòng 24 thì nó tầm khoảng là 30A ha. Nhưng mà anh em thấy là cái cảm biến nhiệt độ nó chưa bao giờ nào nó tăng. Cái thanh nhôm này nó rất là mát, tất nhiên là nó chịu dòng xả là những cái thanh nhôm này chịu dòng xả là khoảng 30A, tốt, truyền điện rất tốt anh em. Đó, cái vấn đề mà anh em quan tâm thì tôi cũng quan tâm vấn đề này á. Thì hôm nay á, tôi sẽ test đó, là tôi test những cái thanh nhôm này nó có chịu dòng nổi trên 30A với 8 bình này không. Thì là tôi thấy á, như nãy giờ tôi cúp cầu dao là tầm chắc được gần 1 phút chưa ta, là ok rồi đó. Tại vì nếu mà khi mà mình cúp cầu dao xuống á, bình mà nó xả lên á, nó xả lên trong vòng khoảng 5-10 giây, mà nếu mà nó cái truyền điện này nó không tốt là tự động là nó sẽ nóng lên liền. Còn bây giờ là nó vẫn mát lạnh luôn đó, cái nhiệt độ nó vẫn bình thường 32 mấy độ. Ok đó, đó coi như là cái cầu dao tôi vẫn chưa đóng lên. Cái bình này thì nói chung hôm nay nó hơi đói, nhưng mà cái áp nó vẫn duy trì hồi nãy giờ đó. Mỗi một cái bình nó nằm 12V trên 12V đó. Đó, nấu cái này là nấu cơm là được không có pin hỗ trợ nha em. Nhưng đây là cái video tôi làm, tôi test
là tôi test cái thanh nhôm này cho anh em xem nha, chứ anh em đừng có bắt chước tôi mà thấy vậy thì nấu cơm á, có nhiều đầy bình mà nấu cơm mà chạy đi cúp cầu dao đó xuống là coi như làm vài lần là nó hư cái hệ bình này nha anh em đó. Nhưng mà tôi chỉ buông ra thời gian khoảng tầm vài phút tôi có thể làm cái video tôi test cái thanh nhôm này thôi, chứ không phải là tôi là tự động lấy 8 cái bình này chưa có nó chưa có sạc chưa có đầy bình mà chạy đi nấu cái nồi cơm điện có công sức như vậy, là làm như vậy là nó mau hư bình lắm đó. Thì hôm nào tôi có dành làm một cái video riêng là tất nhiên tôi sạc 8 cái bình này nó no rồi á, thì tôi sẽ nấu cái nồi cơm điện như thế này. Mà trước khi tôi nấu á là tôi cúp cái cầu dao đựng pin đi xuống, là tôi chỉ sử dụng 8 cái bình này để nấu nồi cơm, không cần pin hỗ trợ đó. Rồi như qua hồi nãy giờ mấy phút rồi, nó vẫn cái nhiệt độ nó vẫn không tăng nha anh em. Đây là cảm biến dáng đây, nó vẫn mát lạnh rồi. Thì qua cái sự mà lo lắng của tôi và cái sự hỏi thăm của anh em về hỏi thăm về cái thanh nhôm này nó dẫn điện có tốt không đó, thì qua video này thì đánh giá và khẳng định riêng đối với cá nhân tôi là vẫn tốt nha anh em đó. Ok, đối riêng với hệ nhỏ nhỏ vậy là những cái thanh nhôm này là nó ok rồi, còn nếu mà hệ lớn hơn thì mình cần đòi hỏi thanh nhôm nó phải dày hơn để nó đủ cái dạng như gì ta, nó đủ cái nó đủ lớn á để nó dẫn cái dao, nó truyền dẫn cái dòng điện đi cho nó tốt á, đại khái là như vậy ha. Tôi riết cực cũng không biết gọi là sao nữa đó. Còn riêng cái thanh nhôm của tôi làm à thì đó thì ok rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đóng cầu dao trở lại nha anh em, chứ để lâu quá thì nó ảnh hưởng đến cái bình này. Hồi nãy giờ thì nói chung là cái bình, những cái áp bình nó cũng chưa có tuột sâu lắm ha, qua cũng 1-2 phút rồi. Thì bây giờ tôi xin phép nè, tôi đóng lên, tôi đóng cầu dao vô. Tại vì á là nấu cơm á mình phải kết hợp cả hai, vừa pin và vừa bình để nó hỗ trợ. Nếu mà nấu cơm phụ thuộc vào cái bình không á thì sớm muộn gì nó cái bình nó cũng mau hư. Còn hồi nãy giờ là tôi chỉ ngắt cái cầu dao đựng pin đi xuống, không cho pin hỗ trợ, để cho cái bình nó đưa lên hết một cái lượng điện tầm tầm trên 600W, thử xem cái nhôm này nó chịu nổi không. Thì cuối cùng là nó đã chịu nổi là ok, ngon lành nha anh em đó. Còn hôm nào thì tôi xin hẹn lại anh em một cái video là sạc 8 cái bình này no, nấu cái nồi cơm điện chín cái nồi cơm điện này, nấu chín cái nồi cơm không cần pin hỗ trợ đó. Rồi thì sau video này có thể là chiều nay ha, hoặc là ngày mai thì tôi cũng phải rã cái hệ này ra rồi anh em à. Tôi rã cái hệ này ra để tôi câu lên hệ 48V để hướng dẫn cho anh Dương Kim Cương và một anh nữa, anh gì á, hai ba anh á. Thì mấy các anh có yêu cầu tôi là hướng dẫn ghép nối tiếp 8 cái bình này lên hệ 48V. Đó thì tôi định á lấy viết lông vẽ minh họa với cái nền gạch này để hướng dẫn, nhưng mà thôi, mình minh họa vậy nó không có hay bằng mình có sẵn đây 8 bình nè, mình cứ tháo ra rồi mình làm cái video hướng dẫn cho anh em khoảng chừng 10 phút 15 phút gì á, xong thì mình lắp nó trở lại đó. Coi như là anh em mà đang gặp cái vấn đề khó khăn bên cái này thì mình nên, nếu mình biết thì mình nên nhiệt tình hướng dẫn anh em một chút đó. Thì tôi phải sau video này chiều nay hay hoặc là trưa ngày mai thì có một cái video 8 cái bình này ghép trên hệ 24 đó. Rồi còn bây giờ thì tôi xin tạm dừng video, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Cái nội dung video này chỉ là nấu cơm điện trên cái bộ 8 bình 24 này thôi, chủ yếu là xem thử cái thanh nhôm này nó có dẫn điện tốt hay không. Thì cuối cùng là nó dẫn điện tốt nha anh em, ngon lành. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều.